Như hai tập trước chúng ta cũng đã biết, Trong Sư Mộc đã phải đối đầu với những tên ma quái và tên ma vương đầy xảo quyệt. Liệu với tấm bản đồ trong tay, Pháp Sư Mộc có thể dễ dàng tìm kiếm và giải cứu 4 vị pháp sư còn lại? Chúng ta cùng đón xem tiếp nhé. Pháp Sư Mộc đi đến một đoạn đường vắng, bỗng nghe tiếng thất thanh. Pháp Sư Mộc nghe thấy liền lao đi tìm. Đi đến một khu rừng hoang, Pháp Sư nhìn thấy một bà lão đang bị trói. Pháp Sư chạy đến cứu. Bọn ngươi tưởng bẫy ta dễ như vậy sao? Nhà ngươi cũng thông minh ra phết đây. Cho các người biết được, ta đi học mẫu giáo thì luôn được phía bé ngoan. Ta còn biết tính 1 cộng 1 bằng 2 đó. Quả nhiên nhà ngươi cao siêu. Vậy ta đố ngươi, con gì càng đánh càng sống khỏe? Thằng chết tiệt, biết mình dốt sinh học hay sao mà hỏi vậy? Nhà ngươi nghĩ ta gà đến vậy sao? Nhà ngươi đúng là quá gà. Có mỗi câu hỏi đơn giản vậy mà không biết. Thế nhà ngươi thì biết gì? Đó là con tim đó đồ ngu. Con tim càng đập thì càng sống chứ sao? Nhà ngươi im lặng thì có ai bảo nhà ngươi bị câm đâu. Ta đang hỏi hắn, ngươi trả lời làm gì? À, tính ra hai ngươi cũng thông minh lắm, đồ ngu à. Ngươi nhìn quen chứ, chính quả cầu này đã làm gia tộc pháp sư tuyệt chủng. Chính nó đã làm hại cha mẹ ta, anh chị em ta, gia tộc ta. Vậy hôm nay ta cho nhà ngươi đoàn tụ với ông bà tổ tiên nha. Trong lúc ngã quỵ, pháp sư cố gắng rút cái chuông trong túi áo. Chiếc chuông được ném lên biến thành khổng lồ. Tiếng chuông ngân vang xa làm cho hai tên quái vật điên đảo và tan biến vào hư vô. Thì ra tiếng chuông là di vật cuối cùng mà gia tộc pháp sư để lại. Tiếng của nó làm cho lũ ma quái khiếp sợ. Trở lại với khu rừng, hai tên ma quái biến mất. Pháp sư tỉnh dậy, tiến đến bà lão bị bắt trói. Pháp sư cởi trói cho bà lão. Bà có sao không? Vâng, xin cảm ơn. Không sao là tốt rồi. Thôi về nhà đi, lần sau đừng lang thang một mình ở trong rừng nha. Nói xong, pháp sư quay đi, thì phía sau bà lão biến thành tên ma quái, rút ra một thanh kiếm lao thẳng đến người pháp sư.